Tại một ngôi làng có tên là Thượng Xá thuộc huyện Chân Phúc, nay là xã Khánh Hợp huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, có một gia đình diêm dân chuyên nghề làm muối. Đó là gia đình ông Nguyễn Hội. Cha ông Nguyễn Hội là Nguyễn Hợp, chính là người đầu tiên đến nơi này khai dân, lập ấp và phát triển nghề làm muối. Nay ông Hội thừa kế nghề nghiệp của cha. Gia đình ông vẫn làm muối và thu mua muối của bà con trong vùng để đem bán cho các thương lái ở vùng khác. Nguyễn Hội có vợ tên là Vũ Thị Hành và hiện có một người con trai tên là Nguyễn Biện. Trong hoàn cảnh nước Việt đang bị người Minh đô hộ, dân chúng lầm than, Nguyễn Hội trông thấy mà đem lòng đau xót lắm. Ông thường đến ngôi đền đầu làng để khấn xin vị thành hoàng, mong cho quốc thái dân an, mong cho người dân Việt không còn đau khổ nữa. Một ngày mùa thu, khi trời vừa tờ mờ sáng, ông Hội cùng con trai là Biện như thường lệ, đem muối ra vùng Lương Giang huyện Thiệu Hóa, tức Thanh Hóa ngày nay, để bán. Khi xe muối đến trước cổng đền làng, Hội ra hiệu cho con trai dừng xe lại và bước vào trong ngôi đền. Ông thắp hương đứng trước ban thờ khấn. Trên con lạy vua cha Ngọc Hoàng, con lạy chư vị thánh mẫu, dưới con lạy thành hoàng làng, phàm dân con là nguyện hồi hôm nay đứng ở nơi đây, tấm lòng trong sáng, lương tâm ngay thẳng. Con không xin gì cho riêng cá nhân con, hay gia chung của con, không mưu cầu danh lợi, con cuối xin chư vị phù hộ cho muôn dân được vượt qua tai ách, cho đất nước khỏi gông cùm. Nếu các ngài nghe thấy lời kêu cầu của con và linh hiển, xin cho con gặp được vị minh chủ, cha con đây nguyện đem sức lực mà phụng sự quốc gia xã tắc. Mong bề trên tỏ tường, chúng tâm lòng thành. Đang tập trung khấn vái thì bỗng nhiên từ trên cao có tiếng vọng xuống. Lam Sơn quân chủ tâm binh tướng, thiên mệnh thánh giáng hộ quốc gia. Nguyễn Hội nghe thấy vậy trong lòng rất đổi vui mừng. Ông quỳ lại xong ba lại, rồi cùng con trai ra xe đẩy muối đi tiếp. Biện khi nãy cũng nghe thấy những lời sấm, thắc mắc hỏi cha. Thưa cha, ý nghĩa của lời sấm phạn là gì mà sao cha có vẻ vui mừng vậy? Ông Hội nhìn con trai trả lời. Vì minh quân mà cha đang tìm đang ở Lam Sơn, các vị thành trên trời sẽ giáng trần để bảo vệ đất nước chúng ta. Biện không hỏi nữa, hì hục đẩy xe muối, đôi cánh tay lực lượng cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Cha con ông Nguyễn Hội, mỗi người đang miên man theo từng dòng suy nghĩ.
Sau khi đã giao muối cho thương lái vùng Lương Giang xong, Nguyễn Hội hỏi thăm người dân trong vùng, thì biết có một người làm phụ đạo ở Lam Sơn tên là Lê Lợi. Người này tính tình rộng rãi, phóng khoáng, thường giao kết với nhiều bạn bè khắp nơi. Phàm những ai có tài và yêu nước đều được ông trân quý và đối đãi hết mực chân thành. Triều đình nhà Minh nhiều lần mời ông ra làm quan, nhưng ông luôn một mực từ chối. Ông nói với họ là chỉ muốn yên phận để sống cuộc sống thường dân, trồng rau dệt vải. Nhưng trong đó, ông âm thầm giao kết bằng hữu và những người yêu nước, nhằm chuẩn bị cho công cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của ngoại bang. Ông Hội và Biện hỏi thăm, thì cũng đến được nhà của Lê Lợi. Trong ngôi nhà tranh ấy, hai người đàn ông hào sảng uống rượu nói chuyện quên cả ngày đêm, họ ra chừng nói chuyện có vẻ hợp ý lắm, cho đến khi Biện nhắc cha thời giờ đã quá trễ còn lên đường về nhà nữa, thì ông Hội và Lê Lợi mới từ biệt trong lưu luyến. Từ đó, mối quan hệ của nhà Nguyễn Hội và Lê Lợi ngày càng thêm khăng khít. Nhận được sự chỉ huy của Lê Lợi, ông Nguyễn Hội cũng âm thầm chiêu binh ở Thượng Xá. Thanh niên trai tráng ban ngày ra đồng muối, ban đêm luyện tập võ thuật. Ông Hội cũng hiểu rằng, con đường cứu nước phía trước còn dài và nhiều chông gai lắm. Tuy nhiên, lòng ông rộn rã vui mừng vì đã tìm được cho mình một hướng đi. Rồi một đêm nọ, khi đang ngủ, thì bà Hành thị vợ ông Hội mơ thấy một người thanh niên khôi ngô tuấn tú nói với bà. Ta là hoàng người, được lệnh vua cha, vào nhà họ Nguyễn, họ Lê cử quốc. Sáng hôm sau bà đem giấc mơ kể lại với chồng. Ông Hội hiểu được đây chính là ý trời đã cử một vị thánh, giáng trần vào nhà họ Nguyễn để phò Lê cứu quốc như lời sấm. Và Hành thị có thai, 9 tháng sau bà sinh thêm một người con trai nữa, đặt tên là Nguyễn Xí. Nguyễn Xí có tư chất thông minh khác thường, từ khi lên 3, Xí đã biết đọc và thông thuộc nhiều loại binh thư. Xí rất thích đọc binh thư yếu lược của Đức Thánh Trần. Lên 5, Xí đã theo cha và anh tập luyện võ thuật cùng các thanh niên trai tráng trong làng Thượng Xá. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Xí đã rất nhiều lần chia sẻ nói chuyện với cha về cách dụng binh và các chiến thuật bày binh bố trận, điều mà Xí đã học được trong các quyển binh thư. Năm đó, Nguyễn Xí được 9 tuổi, lần đầu được cha đưa theo cùng đến vùng Lương Giang gặp Lê Lợi. Vì ông Hội cha Xí còn bận một số việc với các thương lái mua muối, nên bảo Nguyễn Biện đưa Xí đến nhà Lê Lợi trước. Khi đến trước cổng nhà Lê Lợi, Biện và Xí gặp được một thanh niên tầm 22 tuổi. Người này tên là Đinh Lễ. Đinh Lễ là cháu, gọi Lê Lợi bằng cậu. Anh và Biện đã biết nhau trước đó, nên rất quen thân. Hôm nay thấy Biện dắt theo một cậu bé, ý cũng đoán ra là em trai Biện, nên Lễ cố tình trêu chọc. Lễ nháy mắt ra hiệu cho Biện giả vờ như không quen biết nhau. Lễ nhìn Xí gằn giọng hỏi. Này thằng bé kia, đến đây làm gì? Xí nhìn thẳng Lễ, vươn ngực uy nghiêm đáp. Ta nghe nói bạc Lê Lợi chiêu mộ nhân tài, giải cứu nước nhà, ta đến để đầu quân. Lễ thấy thằng bé còn nhỏ vậy mà vô cùng khí khái, nhưng nghĩ Xí chỉ nói kiểu suy nghĩ của trẻ con, nên cười lớn rồi nói. Cậu còn nhỏ, không lo ở nhà mà học hành cho tròn cái chữ, ở đây ai cũng bận bịu cả, không ai rảnh rỗi để chơi với trẻ con đâu. Xí nghe Lễ nói vậy có vẻ nổi giận, nên lớn tiếng. Ta đây thông binh thư, thuộc nhiều kinh sử, chỉ cần rèn luyện thêm nữa, đến tuổi của ngươi, ta sẽ là một tướng quân uy phong lẫm liệt, việc quốc gia hà cớ sao phải so lớn nhỏ. Đinh Lễ nhận thấy cậu bé này cũng vô cùng thú vị, nên hỏi tiếp. Cậu nói cậu thuộc nhiều binh thư, vậy cậu hãy nói thử ta nghe về binh thư yếu lược của Hưng Đạo Đại Vương xem nào. Xí liền nhanh nhạo trả lời ngay. Binh gia diều lì yếu lược, hay còn gọi là binh thư yếu lược có 4 quyển, quyển 1, gồm 9 chương. Thiên tường, kèn mộ, chọn tướng, đào làm tướng, kèn luyện, quân lệ, tuyển người làm việc dưới trướng, đồ dùng của binh lính, hiệu lệnh. Quyển 2, gồm 10 chương. Hành quân, hướng đạo, đồn trú, tuần canh, quân tư, hình thế, phòng bị, điểm về việc binh, phép dùng gián điệp, dùng cách lừa dối. Quyển 3, gồm 7 chương.
Liêu Thế Giặc, Quyệt Chiến, Đặc Cơ, Gia Chiến, Sơn Chiến, Thủy Chiến, Lâm Chiến. Quyển 4, gồm 7 chương, Đánh Thành, Giữ Thành, Công Thành, Xông Vây, Ứng Cứu, Lui Đánh, Thắng và Đặc Phục, Phép Nhận Hàng. Mỗi chương ta đều thuộc năm lòng, không những vậy, ta còn có thể vận dụng sự huyền diệu trong đó. Lúc này, từ phía trong nhà có một giọng nói sang sảng phát ra. Vậy, cháu hãy nói cho ta biết, sách lược của Hưng Đạo Vương thời đó là gì, mà có nhiều chiến thắng oanh liệt như vậy? Xí hướng mặt vào ngôi nhà nơi phát ra giọng nói, đáp lại. Thưa, Hưng Đạo Vương đã nói, vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, khoan thư sức dân để làm kẻ sâu rễ bên gốc, đó là thương sách dự nước vậy. Lê Lợi từ trong nhà bước ra nhìn Nguyễn Xí, mỉm cười hỏi tiếp. Cháu có sách lược gì để giúp cho ta không? Nguyễn Xí nhìn thấy người đàn ông bước ra, đoán biết đây chính là Lê Lợi, cậu cúi đầu chào, sau đó trả lời. Thưa, sách lược không gì khác, đó là lấy dân làm gốc rễ. Lê Lợi nghe thấy phá lên cười lớn thật sảng khoái, đi lại bế Xí lên và nói lớn. Vậy xin mời tướng quân của ta vào nhà nào. Vừa lúc ông Nguyễn Hội cha Xí cũng đến, mọi người đều vui vẻ cười lớn rồi bước vào trong nhà. Nói một chút về bộ máy hành chính dưới thời chính quyền đô hộ nhà Minh lúc đó. Sau khi đạt được nền đô hộ ở Đại Việt, nhà Minh đã xóa bỏ tên Đại Việt của nước ta, đặt làm quận giao chỉ và tổ chức chính quyền đô hộ trên đất nước ta. Đứng đầu chính quyền đô hộ là Ba Ti, Thừa Tuyên Bố Chính Sứ Ti, Ti Bố Chính, Đô Chỉ Huy Sự Ti, Đô Ti, Đề Hình Án Sát Ti, Ti Tư Sát. Ba Ti đóng ở thành Đông Quan, chịu sự điều khiển, giám sát trực tiếp của triều đình nhà Minh. Dưới quận là phủ, châu, huyện. Năm 1419, để nắm chắc các địa phương, nhà Minh lập ra đơn vị Lý gồm 110 hộ do Lý trưởng đứng đầu, Giáp có 10 hộ do giám thủ cai quản. Bên cạnh các cơ quan hành chính và tư pháp, có một hệ thống tổ chức quân sự đồ sộ nhằm sẵn sàng đàn áp các cuộc nổi dậy chống chính quyền đô hộ. Một hệ thống đồn lũy mọc lên khắp nơi. Đối với nhân dân, chúng thi hành biện pháp kiểm soát chặt chẽ, dùng hình phạt tàn bạo để khủng bố, tiêu diệt tinh thần chống chính quyền đô hộ. Quan lại nhà Minh thi hành chính sách, triệt để cướp bóc, vơ vét, quân Minh đã cướp của nước ta voi, ngựa, trâu, bò, thóc, thuyền và nhiều vàng bạc, châu báu đem về Trung Quốc. Chính quyền đô hộ tăng thuế ruộng đất, tất cả nghề thủ công, buôn bán, đều bị đánh thuế. Chính quyền đô hộ kiểm soát việc sản xuất muối, nắm độc quyền buôn bán muối, nhân dân bị cưỡng bức đi khai thác vàng, bạc, mò ngọc trai dưới biển, khai thác lâm thổ sản, các hương liệu quý, đi lao dịch. Nhiều người còn bị bắt làm nô tỳ, hoặc bị bắt đưa về Trung Quốc, phục dịch bọn quan lại nhà Minh. Quân Minh còn cướp ruộng đất của nhân dân chung quanh trại của chúng, biến thành đồn điền giao cho quân lính cày cấy. Các quan lại nhà Minh ráo riết thi hành chính sách ngu dân, đồng hóa dân tộc. Trong suốt 20 năm đô hộ nước ta, 1407 đến 1427, chính quyền đô hộ nhà Minh đã thực hiện nhiều chính sách và biện pháp từ tinh vi đến trắng trợn nhằm xóa bỏ quá khứ đấu tranh, dựng nước và giữ nước bất khuất của dân tộc ta. Thủ tiêu những di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Đại Việt để chiếm đóng vĩnh viễn đất nước ta. Nhà Minh nhiều lần đốt sách vở, kể cả sách học của trẻ em, phá hủy các bia đá. Năm 1414, chính quyền đô hộ mở trường học ở phủ, châu, huyện để tuyên truyền, nhồi nhét tư tưởng mê tín với đội ngũ giáo viên là những thầy cúng, thầy chùa, thầy phù thủy, đạo sĩ. Chúng bắt dân ta ăn mặc theo phong tục tập quán người Hán. Năm 1414, cấm con trai, con gái không được cắt tóc ngắn, phụ nữ phải mặc áo ngắn, quần dài. Tháng 8 năm 1418, chính quyền đô hộ tịch thu những sách còn sót lại đem về nước. 20 năm đô hộ của nhà Minh làm đình trệ nền kinh tế,
đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ, những di sản văn hóa bị phá hủy. Tuy nhiên, nền đô hộ tàn bạo của nhà Minh không tiêu diệt được ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.